Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ sáu ngày mùng 10 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Công tác chuẩn bị cho lễ hội nhãn lồng và hội nghị tiêu thụ nhãn năm 2018 đã hoàn tất. Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và tiêu thụ nhãn ở huyện Khoai Châu. Giải ngân vốn đầu tư 7 tháng đầu năm mới đạt 4,5% kế hoạch cả năm 2018. Huyện Mỹ Hào có nhiều trạm cấp nước xuống cấp, chất lượng nước không bảo đảm. Huyện Tiên Lữ quan tâm đến nạn nhân chất độc da cam. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 9 tháng 8, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng, trưởng đoàn công tác của Bộ đã về làm việc và kiểm tra công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tiếp đoàn. Sau khi nghe báo cáo, đồng chí Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá cao vai trò chỉ đạo điều hành của các cấp lãnh đạo tỉnh đối với việc phát triển chính phủ điện tử, qua đó đã đưa tỉnh ta từ tỉnh xếp hạng thứ 52 trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước về áp dụng công nghệ thông tin vào chỉ đạo điều hành và vận hành nền hành chính công lên thứ hạng thứ 31 trên 61. Đồng thời lưu ý, tỉnh ta sớm tìm ra nguyên nhân và hạn chế sử dụng dịch vụ trực tuyến của người dân, đảm bảo nền tảng kỹ thuật, nhân lực và làm tốt vấn đề an ninh mạng. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng, đồng thời hứa sẽ triển khai chỉ đạo các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh làm tốt chính sách của Trung ương về triển khai chính phủ điện tử. Đảm bảo Hưng Yên sẽ thực hiện đúng lộ trình theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là tháng 1 năm 2019, các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Hưng Yên sẽ có mã định danh cơ quan và chữ ký điện tử, qua đó đảm bảo công tác điều hành nền hành chính công với giao dịch điện tử. Các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền đến mọi người dân và doanh nghiệp về lợi ích sử dụng các giao dịch điện tử nhằm hạn chế chi phí và thời gian khi thực hiện các thủ tục hành chính. Sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong năm học 2017-2018, ngành giáo dục đã thực hiện hiệu quả 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản đã đề ra. Trong đó tập trung nâng cao chất lượng giáo viên, cán bộ quản lý, đổi mới theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh, phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng đánh giá cao sự cố gắng của ngành giáo dục trong năm học qua, đồng thời cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở ngành địa phương xây dựng đề án mạng lưới giáo dục tỉnh, đặc biệt là tại các huyện phía Bắc có dân số cơ học cao, đẩy nhanh tiến độ thực hiện giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục đào tạo, chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới, huy động xã hội hóa, xây dựng trường lớp đạt chuẩn quốc gia, giảm số phòng học nhờ, học tạm, tiếp tục nâng cao phẩm chất, đạo đức đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các cấp học. Nhân dịp này, có 2 giáo viên được trao tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú, nhiều cá nhân tập thể được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chương trình xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, đến nay công tác chuẩn bị cho lễ hội nhãn lồng, hội nghị xúc tiến thương mại nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2018 đã cơ bản hoàn tất. Lễ hội sẽ góp phần thúc đẩy tiêu thụ nhãn ra nhiều thị trường trong và ngoài nước, cũng như tạo tiền đề hợp tác lâu dài ở những vụ nhãn tiếp theo. Lễ hội nhãn lồng, hội nghị xúc tiến thương mại nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2018 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 8 tại khu vực quảng trường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên. Cho đến nay, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, trong đó sự kiện lễ hội nhãn lồng diễn ra vào tối thứ Bảy, ngày 11 tháng 8 và hội nghị xúc tiến thương mại nhãn và nông sản tỉnh diễn ra vào sáng Chủ nhật, ngày 12 tháng 8. Hai nội dung chính này sẽ được Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên tường thuật trực tiếp. Bên cạnh đó là các hoạt động bên lề phong phú như gặp gỡ doanh nghiệp Hưng Yên Việt Nam Trung Quốc, hội nghị thảo luận giữa người trồng nhãn với các doanh nghiệp tiêu thụ tại Việt Nam và Trung Quốc để khắc phục những tồn tại trong cách trồng chăm sóc tiêu thụ nhãn. Điểm mới của lễ hội năm nay là có sự tham dự trực tiếp của gần 100 doanh nghiệp Trung Quốc chuyên về thu mua, chế biến, tiêu thụ nhãn. Thời gian qua, để tăng cường quảng bá, nâng cao giá trị thương hiệu các sản phẩm đặc sản, thế mạnh của Hưng Yên,
Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức lễ hội nhãn, lễ hội cam, lễ hội vải. Năm nay là năm thứ hai tỉnh tổ chức lễ hội nhãn lồng. Xung quanh sự kiện này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Thơ, Giám đốc Sở Công Thương, Phó trưởng ban tổ chức lễ hội nhãn lồng và hội nghị xúc tiến thương mại tiêu thụ nhãn tỉnh Hưng Yên năm 2018. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa ông, là cái điểm mới của lễ hội nhãn lồng năm 2018 thì so với các lễ hội năm trước như thế nào? Điểm mới của lễ hội nhãn lồng năm 2018 đó là nhân dân nô nức, và một điều khác biệt nữa đến thời điểm này thì trên cơ sở các hợp đồng cũng như văn bản ký kết giữa các cái tập đoàn lớn về với các hợp tác xã và người dân trồng nhãn, đó là cái lượng hợp đồng đã ký được tương đối nhiều, trên 50% cái sản lượng nhãn của chúng ta. Thứ hai nữa là năm nay thì có một số các cái bạn hàng lớn đã về và có sự khác biệt. Năm 2017 thì chúng ta đã xuất được vào thị trường một số nước châu Âu và Mỹ, thì năm nay chúng ta không những xuất vào thị trường châu và chúng ta còn mở rộng thêm thị trường một số nước Đông Nam Á. Và điều đặc biệt hơn là chúng ta đã quảng bá cái quả nhãn nồng của Hưng Yên nên đồng hành cùng với Việt Nam Airlines trên các chuyến bay quốc tế. Qua lễ hội này thì mình có mong muốn điều gì trong cái việc kích cầu tiêu thụ sản phẩm nhãn cho bà con nông dân? Chúng tôi mong đợi người dân sẽ tiếp tục sản xuất đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Chúng tôi cũng gửi gắm vào đó, đó là một lần nữa khẳng định người dân Nghiên đã trồng trọt được những sản phẩm đặc trưng và đảm bảo được vệ sinh toàn thực phẩm, đã tạo dựng được niềm tin của người tiêu dùng tin yêu hơn với trong quá trình sử dụng các cái sản phẩm nông nghiệp của Hưng Yên nói chung và sản phẩm nhãn đồng của Hưng Yên nói riêng. Xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc tăng diện tích trồng nhãn những năm qua, bà con vùng trồng nhãn trên địa bàn tỉnh luôn tìm tòi và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các khâu chăm bón, phòng trừ sâu bệnh nhằm đạt hiệu quả, an toàn, nâng cao chất lượng cho quả nhãn để có chỗ đứng đầu ra trên thị trường. Cây nhãn cũng giống như các loại cây trồng khác, để giúp cây phát triển tốt cũng như nâng cao chất lượng, ổn định năng suất thì chủ vườn cần trang bị cho mình những hiểu biết về đặc điểm sinh trưởng của nhãn cũng như kỹ thuật chăm sóc và sử dụng các loại phân bón sao cho hiệu quả. Trong chế độ dinh dưỡng, ngoài việc bổ sung bằng phân bón, phân hữu cơ sinh học, cải tạo đất, cân bằng độ pH, thì phân bón NPK là sản phẩm không thể thiếu cho cây nhãn. Gia đình ông Vũ Xuân Thủy ở thôn 1, xã Ông Đình, huyện Quái Châu có thâm niên canh tác nhãn gần 30 năm qua. Trong quá trình chăm sóc nhãn, ông Thủy luôn chủ động nguồn phân hữu cơ có sẵn trong vườn để tạo độ ẩm và tơi xốp đất, làm ổn định độ pH cho vườn nhãn. Ngoài phân hữu cơ, cây nhãn rất cần thiết bổ sung NPK từ thời kỳ ra hoa đến khi đậu quả và vào nước. Trong 3 năm qua, gia đình ông Thủy luôn sử dụng đồng bộ dòng sản phẩm sinh dưỡng của công ty Tiến Nông cho gần 2 mẫu nhãn của gia đình. Cái phân Tiến Nông phát triển cho như cây nhãn là rất tốt. Cái sản phẩm phân bón này gia đình đã như sử dụng từ 2 đến 3 năm nay. Năm nay nó mưa nắng thất thường, cây nhãn quả nứt nhiều. Nhưng bón cái phân này cho ra dòng sản phẩm như thế này, tôi thấy cây phát triển bình thường và như thế là cùi ngọt, cùi dày và ngọt quả, mã sáng đẹp. Sử dụng phân bón NPK đúng cách, đúng liều lượng nhằm mang lại sự hiệu quả canh tác trên cây nhãn, nhất là nâng cao chất lượng quả khi thu hoạch. Sản phẩm phân bón NPK SI 15, 15, 15 và 15, 5, 20 sẽ giúp cho hệ rễ ở cây nhãn hấp thụ chất dinh dưỡng từ đất, vận chuyển dinh dưỡng đi nuôi các cơ quan khác của cây, giúp cây phát triển. Nói về hiệu quả của hai dòng sản phẩm phân bón, ông Nguyễn Khắc Vĩnh, Giám đốc vùng 1 Sông Hồng, Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông cho biết. Cái bộ sản phẩm mà chúng tôi đưa cho vùng cây nhãn này và các cây ăn quả nói chung ấy, là sẽ đồng bộ các cái sản phẩm, tức là chất điều hòa pH đất để cải tạo đất, sau đấy là đưa các cái bộ chuyên dùng cho từng thời kỳ của cây trồng để phục vụ cho cả một cái chu kỳ của cây. Thì dùng cái sản phẩm này thì bà con cũng đều đánh giá, tức là quả bóng sáng và không bị nứt, và độ ngọt thì đạt rất là cao. Chính nhờ khâu chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật như vậy mà các vườn nhãn ở Khoái Châu không chỉ tiêu thụ sớm, mẫu mã đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm mà còn đem lại hiệu quả cao, được các đơn vị bao tiêu nhãn quả đánh giá cao. Hết tháng 7 năm 2018,
Kết quả giải ngân vốn đầu tư phát triển toàn tỉnh đạt thấp ở mức trên 1.300 tỷ đồng. Trong tổng vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp cả năm là trên 3.400 tỷ đồng. Trong đó, giải ngân vốn trái phiếu chính phủ mới được 14,5 tỷ đồng, bằng 4,5% kế hoạch. Giải ngân vốn đầu tư phát triển, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, bao gồm cả kế hoạch năm 2017 kéo dài quyết toán sang năm 2018, được hơn 1.300 tỷ đồng, bằng 38,9% kế hoạch. Có hai nguyên nhân làm cho giải ngân vốn đạt thấp. Một là các khoản đầu tư lớn như vốn vay 171 tỷ đồng của Ngân hàng Thế giới cho dự án các nhà máy nước phụ thuộc vào niên độ cấp phát vốn bắt đầu từ tháng 10 năm 2018 mới chuyển tiền. Vốn trái phiếu chính phủ cho dự án đê tả sông Luộc chậm triển khai. Nguyên nhân thứ hai là chủ đầu tư cấp huyện chưa làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, dẫn đến nhiều dự án bị chậm tiến độ thi công, ảnh hưởng trực tiếp đến giải ngân vốn. Hiện nay trên địa bàn huyện Mỹ Hào vẫn còn 6 xã chưa có nước sạch. Tuy vậy ở một số địa phương có nhà máy nước nhưng chất lượng nước chưa được bảo đảm. Trong đó, tập trung ở hai trạm cấp nước là xã Bạch Sam và xã Dị Sử. Đây là những trạm cấp nước đã được đầu tư xây dựng từ lâu do doanh nghiệp quản lý hiện đã xuống cấp. Trạm cấp nước xã Bạch Sam do công ty xuất nhập khẩu và xây dựng Hà Nội quản lý, công suất gần 900 mét khối ngày đêm, cung cấp nước cho trên 700 hộ. Tuy vậy, do không được thường xuyên nâng cấp, thau rửa, xử lý, nên hiện nay chất lượng nước thấp, các chỉ số như vệ sinh thường xuyên chưa đạt, không báo cáo vệ sinh chất lượng nước theo quy định, clo dư thấp, dẫn đến chất lượng nước chưa đảm bảo. Bên cạnh đó, lao động vận hành nhà máy lại chưa được đào tạo bài bản. Trạm cấp nước xã Dị Sử có công suất thiết kế 970 m khối ngày đêm. Được khởi công xây dựng từ năm 2004, các hạng mục đã xuống cấp, công nghệ xử lý nước lạc hậu. Hiện nay, nhà máy đang được nâng cấp các hạng mục như bể xử lý nước, công nghệ xử lý lắng, lamen, đầu tư các đường ống mới. Bên cạnh hai công trình chưa đảm bảo chất lượng nước, hiện ở huyện Mỹ Hào vẫn còn một số xã chưa có nước sạch hoặc việc đấu nối đường ống nước đến các hộ dân chậm. Trong những năm qua, hàng nghìn lượt nạn nhân chất độc da cam và gia đình nạn nhân chất độc da cam ở các địa phương trên địa bàn huyện Tiên Lữ được trợ giúp để vơi bớt khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Huyện Tiên Lữ hiện có 462 nạn nhân chất độc da cam. Xác định việc trợ giúp gia đình và nạn nhân chất độc da cam là nhiệm vụ trọng tâm, nên các cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở thường xuyên quan tâm tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia ủng hộ xây dựng quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam. Đến nay, quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam của huyện đạt trên 400 triệu đồng. Trong 6 tháng đầu năm, Ban vận động xây dựng quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam huyện đã triển khai hỗ trợ trên 650 lượt nạn nhân và gia đình nạn nhân với tổng số tiền trên 420 triệu đồng. Trong đó, tập trung hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam có nguồn vốn để phát triển kinh tế, xây sửa nhà khám chữa bệnh. Đặc biệt, chương trình hỗ trợ B sinh sản đã góp phần nâng cao đời sống cho nhiều gia đình nạn nhân chất độc da cam ở các xã thị trấn. Sau 10 năm triển khai thực hiện, từ 25 con bê ban đầu, đến nay đã có hàng trăm con bê, nhiều hộ đã phát triển chăn nuôi, đem lại thu nhập khá. Hiện nay toàn huyện có trên 50% số gia đình nạn nhân chất độc da cam có kinh tế trung bình khá trở lên. Trong chiến tranh, những nạn nhân chất độc da cam họ là người lính anh dũng xung trận, góp phần xương máu của mình để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Về với đời thường, bằng ý chí, nghị lực, nhiều nạn nhân chất độc da cam vươn lên trong cuộc sống, và là những tấm gương sáng trong phát triển kinh tế. Năm 1970, ông Trần Văn Vinh ở phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, nhập ngũ tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Nam, Đà Nẵng. Đến năm 1976, ông được phục viên và là thương binh hạng 3, mang trong mình chất độc da cam. Di chứng của chất độc da cam không chỉ khiến sức khỏe của ông giảm sút mà còn làm ông mất đi một người con trai và một cháu nội. Sau khi trở về địa phương, ông tích cực tham gia phát triển kinh tế và công tác ở địa phương. Năm 2012, ông thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ giúp việc gia đình. Hàng tháng, ông đều tạo việc làm cho từ 40 đến 50 lao động với mức thu nhập từ 4 triệu đến 5 triệu đồng một người trên tháng. Không chỉ làm kinh tế giỏi, chục năm nay, ông Vinh còn nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Nghĩa ở xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên. Mặc dù điều kiện sức khỏe của tôi rất là giảm sút, nhưng mà tôi đã cố gắng vươn lên làm kinh tế, tạo điều kiện giải quyết những khó khăn cho gia đình. Thế ngoài ra thì tôi thành lập công ty giới thiệu người giúp việc gia đình. Thế cái công ty của tôi thì tôi đã tạo điều kiện cho hàng trăm lao động.
Ông Lê Hải Hậu ở xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ bị nhiễm chất độc da cam khi tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Nam, Đà Nẵng, khiến ông hay đau yếu và mất đi con trai. Những người con còn lại đều có vấn đề về tim mạch. Kinh tế gia đình ông cũng vì thế mà ngày càng sa sút, không cam chịu đói nghèo. Ông Hậu luôn trăn trở và suy nghĩ tìm hướng thoát nghèo. Năm 1990, ông Hậu bắt đầu làm trang trại. Hiện ông đã sở hữu một trang trại rộng 5 mẫu, nuôi thêm 2.000 con gà và 2 máy ấp trứng. Trung bình mỗi năm, trang trại của ông cho thu lãi 400 triệu đồng. Trong tỉnh ta thì còn rất nhiều các nạn nhân chất độc da cam, nó có hoàn cảnh rất khó khăn. Nhưng với phẩm chất của anh bộ đội Cụ Hồ, các ông chí đã luôn luôn là tự rèn luyện, tự khẳng định và tìm cái hướng đi cho riêng mình. Đặc biệt là trường hợp của đồng chí Trần Văn Vinh và Lê Hải Hậu là trong hai cái tấm gương tiêu biểu tự vượt khó đi lên. Ông Hậu, ông Vinh chỉ là một trong rất nhiều tấm gương nạn nhân chất độc da cam trong tỉnh, biết vượt lên hoàn cảnh để sống và lao động, làm giàu cho gia đình và quê hương. Giữ cương vị trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư Nam Hải, xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, đã nhiều năm nay, ông Đoàn Thế Quang luôn được người dân trong thôn biết đến là một cán bộ công tác mặt trận tâm huyết, nhiệt tình, có nhiều đóng góp đối với các phong trào tại địa phương. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ông Quang cùng cán bộ ban công tác mặt trận thôn đã có nhiều hình thức vận động nhân dân trong các buổi họp của thôn trên loa truyền thanh và đến từng hộ dân tìm hiểu tâm tư nguyện vọng và vận động người dân thực hiện cuộc vận động. Nhờ đó, để hoàn thành 8 km đường bê tông thôn xóm, ông đã vận động được bà con nhân dân hiến trên 200 mét vuông đất. Một số hộ điển hình ông vận động hiến đất là ông Nguyễn Đình Khuyến, bà Bùi Thị Vòng, ông Đoàn Thế Thanh. Đặc biệt, ông đã vận động thành công gần 400 hộ của khu dân cư Nam Hải tham gia thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang và đồng thuận xây dựng nghĩa trang đồng bộ sau khi cải táng. Nhờ sự nỗ lực trong công tác mà ông Quang đã nhận được bằng khen, giấy khen của các cấp ủy đảng, chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Tính đến nay, huyện Khoái Châu có 13 trên 25 xã đạt và cơ bản đạt 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Để đạt được kết quả đó, phải kể đến sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện đối với việc gương mẫu tuyên truyền vận động bà con nhân dân cùng chung sức tham gia hoàn thành các tiêu chí. Gia đình ông Nguyễn Văn Thạch ở thôn 5, xã Thuần Hưng có diện tích đất thổ cư nằm ngay ven đường làng. Được sự động viên của cán bộ mặt trận và nhận thấy lợi ích thiết thực từ việc mở rộng đường, ông đã tự nguyện hiến 15 mét vuông đất. Cùng với nhà ông Thạch còn có nhiều hộ đóng góp hàng trăm triệu đồng xây dựng các công trình tại địa phương như ông Lê Văn Lộc ủng hộ 500 triệu đồng, ông Nguyễn Văn Hoan 200 triệu đồng, ông Nguyễn Hữu Thức 120 triệu đồng. Nếu muốn nước giàu thì dân phải mạnh, mạnh thì phải có. Như vậy là những phần hy sinh nhất định của cá nhân. Bà Nguyễn Thị Lan, thôn Tiểu Quan, xã Phùng Hưng, sống tân thân thuộc diện hộ nghèo, bản thân bà lại ốm đau thường xuyên, do vậy không có khả năng xây sửa nhà. Thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc xã thôn đã tiến hành rà soát tham mưu, đề xuất để đề án được hỗ trợ đúng đối tượng. Trước kia thì tôi cũng vẫn ở đây, ở căn nhà nó nghĩa là nó thấp, nó lụp sụp, nó nứt nở hết xung quanh, ngói ngục nó sập xuống. Bây giờ ở nhà tôi thì ở thì là khang trang, sạch sẽ, nó không còn lụp sụp. Nhờ sự lãnh đạo của các cấp chính quyền, sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, sự chung sức đồng lòng của người dân mà nhiều tiêu chí nông thôn mới đã và đang hoàn thiện, bộ mặt nông thôn cũng thay đổi, đời sống vật chất của người dân không ngừng nâng lên rõ rệt. Thì Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện cũng đã tập trung trong công tác tuyên truyền về ý nghĩa của xây dựng nông thôn mới, hiệu quả của xây dựng nông thôn mới và những cái tác động tích cực của xây dựng nông thôn mới đến cái đời sống của người dân, và từ đó để phát huy các nguồn lực của người dân, động viên các tầng lớp nhân dân để chung tay để xây dựng nông thôn mới.
Tính đến nay, thu nhập bình quân đầu người trên năm của toàn huyện là 49 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 4,1%, 94% số làng đạt danh hiệu làng văn hóa. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên chậm xử lý các trường hợp vi phạm xây dựng công trình trên đất nông nghiệp. Xã Trung Dũng, huyện Tiên Lữ đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn xây dựng nông thôn mới. Huyện Đoàn Ân Thi có nhiều hoạt động hè đa dạng bổ ích. Kính mời quý vị và các bạn chú ý.